Công chúa Điện Hạ đến rồi. Đoạn Thanh, ta nói cho ngươi biết, công chúa Điện Hạ của di tích Thất Lạc chúng ta sắp đến rồi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa giao đồ vật trong tay ra đây. Nếu không, ngươi sẽ chết chắc. Đưa là không thể đưa. Ta ở đây đợi công chúa Điện Hạ đại giá quang lâm vậy. Bái kiến công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ binh giám, người này tên Đoạn Thanh, không nhận chiếm hết bảo vật, nhục con của ta. Con xem thường di tích Thất Lạc, mong công chúa Điện Hạ làm chủ cho ta, nghiêm trị người này. Công chúa Điện Hạ, lâu rồi không gặp, không biết vẫn khỏe không? Hắn và công chúa Điện Hạ gì mà quen sao? Quốc trưởng lão, ngươi thiệt to gan hơn trời, ngay cả người của ta cũng dám động vào hả? Trung trưởng lão, kéo tất cả bọn họ xuống phới đi. Vâng, công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ, ta không phục. Người trước đó chi hạ lệnh kêu người của di tích Thất Lạc khi gặp Tần Nam buộc phải cung kính, dốc sức tương trợ. Trên Đoạn Thanh này tính là cái thái gì chứ? Dựa vào đâu có thể lọt vào mắt xanh của ngươi chứ? Vậy ngươi có biết Đoạn Thanh chính là Tần Nam không? Hừ, không nghe quản giáo, tội nặng thêm một bậc. Công chúa, đây là Khổ Hải Quyền Nhưỡng, là quà ta ở thành Lẫm Nhiên đấu giá cho nàng. Con biết mang quà cho bản công chúa cơ à? Không tồi, bản công chúa không có thương uổng chàng. Một bình Khổ Hải Quyền Nhưỡng còn con mà thôi. Rượu ngon mà những thiếu tộc trưởng và cự đầu của cổ tộc tặng, công chúa Điện Hạ ngay cả nhìn cũng không thèm. Ta cũng chuẩn bị một món quà cho chàng. Có điều, chàng cầm bộ thất xác của ta, để khi vào bí cảnh thượng quyền thì phải nghe lệnh của ta. Nàng muốn đi cùng với ta vào bí cảnh thượng quyền sao? Không được, tuyệt đối không được. Đi cùng với mình nguy hiểm trùng trùng, còn không bằng đi với người của di tích Thất Lạc. Bản công chúa là đang thông báo với chàng, không phải là đang thương lượng với chàng. Chàng rốt cuộc có nghe lời ta không vậy? Được rồi, ta đồng ý với nàng là được chứ gì. Như vậy còn tạm, lập tức biến về nguyên hình cho ta đi. Được. Ba đại thế lực vào rồi. Từ Nam Triệu Hữu, bốn công chúa Điện Hạ muốn đồng hành với ngươi, vậy lão phu chỉ có thể giao an nguy của công chúa Điện Hạ cho ngươi rồi. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn nhìn thấy công chúa Điện Hạ chịu một chút tổn thương chút nào. Tôn trưởng lão cứ yên tâm, ta cho dù liều chết cũng sẽ không để công chúa bị thương đâu. Được rồi, đừng phí lời nữa. Chúng ta mau đi thôi. Được. Xuyên qua. Ở bí cảnh thượng quyền. Tần Nam, trên tấm bản đồ này đánh dấu vị trí của Thiên Quyền Thánh Quả. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Thiên Quyền Thánh Quả. Tới gần một canh giờ sau. Tần Nam, chuẩn bị sẵn sàng. Nơi đánh dấu trên bản đồ đã có 3 vị đại đế và 18 vị tu sĩ võ tuệ đỉnh phong. Là những qua cỏ cây cối đó, nói cho nàng sao? Rảnh trời. Hư vọng đại đế, xăm gió và liệu tiết vậy mà, đều ở đây sao? Công chúa Điện Hạ, ta có một kế hoạch, nhưng vẫn cần sự phối hợp của nàng. Bản công chúa biết ngay chàng chắc chắn không xa được ta mà. Nói kế hoạch của chàng nghe thử coi. Đại địa chi linh. Chuyện gì vậy? Đá qua sen đó gì mà đang hấp thụ linh lực của chúng ta sao? Mọi nhìn bên trên kìa. Thiên Quyền Thánh Quả bay lên. Tiếp theo thì đến lượt mình đã sân rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí
edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.